Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nam Vlog. Vâng, tới đến xuân về thì các bạn thường quan tâm đến những món ẩm thực đặc sản. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn một cái video clip cách làm muối để chấm các cái loại thịt luộc ngon và có thể là bạn chưa từng biết, đặc sản luôn các bạn nhé. Cái dụng cụ của mình để làm đó là chúng ta phải cần một cái cối để giã. Đây là cái nguyên liệu tiêu xanh các bạn nhé. Hồ tiêu xanh khoảng 3 chùm, 3 đến 5 chùm các bạn. Đây. Tùy thuộc vào cái độ cay một chút nữa thì có bột ngọt và đặc biệt muối. Muối các bạn nhé thì các bạn nên sử dụng muối hạt, tức là cái muối... muối cái hạt to to đấy, gọi là muối mà chưa qua cái sơ chế iốt. Cái đây là cái rau thơm các bạn, rau thơm gọi là ở quê mình thì gọi là rau mùi. Đây các bạn nhá, cái này thì rất là dễ rồi. Ngò gai, gọi là ở có quê thì gọi là cái mùi tàu, và húng quế các bạn nhá, húng quế. Đó. Nói chung là tất cả các loại rau gọi là rau thơm thì các bạn có thể dùng để cái làm cái nguyên liệu để chúng ta giã với muối thành một cái món muối cực kỳ ngon. Và thậm chí nếu như mà ở cái vùng mà trời lạnh này các bạn thì chúng ta có thể dùng muối này để ăn cơm trắng cũng rất là ngon và nó rất là lành các bạn nhé. Bởi vì trong muối thì không có một cái loại vi khuẩn nào nó sẽ sống được, cho nên là tất cả những cái này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm và không sợ đói bụng nữa kìa ha. Thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta rửa một chút. Cho nó ráo nước chút các bác nhé. Sau khi mà vẩy cái nước nó ráo đi các bạn thì chúng ta lấy rau ra và các cái loại rau thơm đó. Thì chủ yếu là lấy cái phần lá xanh nha các bạn nhé. Thì chúng ta cắt ra, cắt nát ra để chúng ta giã để kiểu như là nó sau này nó mịn mịn, nó bám theo cái muối á thì nó sẽ mịn cái muối. Và đặc biệt là các bạn có thể làm một mẻ muối để ăn trong mấy ngày Tết luôn. Có nghĩa là chúng ta giã xong chúng ta bỏ vào cái lọ đó thì chúng ta ăn cứ mỗi lần mà chấm gà, nói chung tất cả loại thịt luộc nó khá là ngon. Thì chúng ta lấy ra chúng ta chấm rất là ngon các bạn nhá. Đấy. Các bạn thái thì mịn thì để giã muối nó ngon hơn. Các bạn có thể bỏ một chút sả cũng được. Nói chung là tất cả những các loại rau thơm chúng ta đều có thể là bỏ vào để trộn thành một cái hỗn hợp gia vị muối chấm cực kỳ ngon luôn các bạn nhá. Và đặc biệt thì trong cái muối này thì cái mà không thể nếu như mà các bạn không ấy thì còn phải có một cái món là tiêu xanh các bạn. Tiêu xanh nó rất là ngon. Đây thì mình dùng một cái loại tiêu Phú Quốc, một loại tiêu được lấy giống ở Phú Quốc và trồng ở Kon Tum. Cái này thì hơi già các bạn, nhưng mà nó đang còn xanh thì chúng ta lấy cả phần trong phần ngoài luôn, khá là ngon. Nói chung là nó hơi non non một chút cũng được, nhưng mà nó đang gọi là ở cái giai đoạn mà già là được các bạn nhá. Nó sẽ không cay và nó mang một cái vị hương thơm hỗn hợp của các loại rau thơm, và đặc biệt là các bạn dùng muối, cái loại muối hạt các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy là chừng này thì chúng ta dùng khoảng 4-5 thìa muối và chúng ta giã ra rồi là ăn dần ở trong những ngày Tết. Bởi vì muối thì nó khá là lành ở trong cái nó lành, không sợ là ấy nhá, không sợ là nhiễm khuẩn nó như thế nào đó, bởi vì trong hỗn hợp muối thì không có các loại vi khuẩn nào có thể sống ở trong muối, và kể cả là các loại tiêu này thì nó cũng không có không sợ thiêu gì hết. Nói chung là các bạn làm hoàn toàn yên tâm, chúng ta sẽ làm và để trong một cái lọ ăn trong mấy ngày Tết các bạn nhá. Đấy. Rồi đến phần là muối. Đây là cái muối mà mình
sử dụng cái muối này các bạn này. Bởi vì thật ra thì mình hay đi ở cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số đó, thì cái những cái lần đầu tiên mà mình thưởng thức những cái món thịt trâu luộc thì mình được biết đến cái kiểu làm là như thế này, không dùng muối yếu các bạn nhá, mà muối hạt này khá là trắng nhá. Mình chọn cái muối trắng trắng nhìn nó sạch sạch một chút. Cái muối mà dùng hạt đây, con này là thường là cái muối này thì chưa được qua chế biến để kiểu như trộn thì iốt cũng nó có một cái kiểu ngon riêng các bạn. Đây khoảng hai cái thìa này thì cũng nghĩa là chúng ta làm để ăn dần các bạn nhá, trong những ngày Tết ấy, chúng ta làm để dành và chúng ta tiến hành giã lên thôi. Mình sẽ đưa xuống đây mình giã các bạn nhá, giã để cho nó êm, nó khỏi bị vỡ cái đá. Và sau khi các bạn có thể thấy là giã xong á thì cái toàn bộ cái rau thơm nó sẽ nát ra các bạn nhé. Toàn bộ cái rau thơm nó nát ra, nó cho cái hỗn hợp màu xanh xanh. Và chúng ta trộn một chút bột ngọt các bạn nhé. Cái này thì cho một chút bột ngọt và một chút hạt nêm cũng được các bạn nhé. Nhưng mình thì cho một chút bột ngọt, gọi là mì chính nhá các bạn. Mình đảm bảo là sau khi mà các bạn ăn cái món này thì các bạn sẽ có một cái gọi là một cái gọi là nghiền luôn. Có nhiều người gọi là nghiền. Nếu có thể thì các bạn dùng cái loại lá mắc mật nhá. Cái lá mắc mật là cái lá dùng để quay thịt heo và quay vịt đấy. Thì các bạn cho thêm 2-3 lá vào để giã. Hôm nay thì mình ra vườn nhưng mà mình lại quên mất. Nói chung là càng nhiều hỗn hợp các loại rau thơm thì nó sẽ tạo một hương vị rất là ngon. Các bạn thấy giã là nếu như một cái tiêu xanh thì nó cũng sẽ nát hết các bạn ạ. Đấy, thì chúng ta nên là cắt cho nó cái rau cho nó thật nhuyễn nhá. Đây là cái hỗn hợp mà sau khi mình giã xong các bạn nhá. Giã xong thì các bạn nhìn thế này. Nhìn các bạn thái cái rau thơm ra thì nhìn cái muối của chúng ta nó rất là ngon. Và bây giờ thì mình sẽ thêm một chút, thế là mình sẽ cho khoảng 2 thìa bột ngọt vào các bạn nhá. Để cho làm nó dịu bớt cái muối đấy các bạn nhá. Đó. Và một chút xíu. Đây các bạn này, một chút xíu bột ngọt cái hạt nêm. Đó. Và chúng ta tiến hành lại giã. Nếu như bạn nào mà thích ăn cay nữa thì chúng ta có thể thêm một chút ớt các bạn nhá. Nhưng mà mình thì dùng một cái hương vị cay của du xanh là ổ điều đó các bạn. Nó cũng khá là ngon đó. Đây này. Nó khá là vừa. Nói chung là mùa đông mà có cái món cay cay mà theo cho nó ấm lên thì cái hương vị tiêu xanh chừng đấy là đủ các bạn nhá. Chừng này là ăn trong chấm trong mấy ngày Tết là rất là ok đấy các bạn. Mình giã thêm một tí nữa. Mình giã thêm một chút xíu nữa thôi. Rồi mình trộn đều rồi xong mình bỏ ra cái lọ là sử dụng cho các bạn nhá. Nói chung là các bạn mà chưa làm thôi, hoặc là các bạn có thể ăn một lần là các bạn rất là nghiền. Cái món rau thơm tổng hợp đó là nó tạo lên một cái hương vị, và đặc biệt là đối với ớt xanh, có tiêu xanh nó rất là ngon các bạn nhá. Rồi chỉ là vậy là chúng ta đã có một cái món tiêu để chấm gà cực kỳ ngon các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Nếu các bạn yêu thích thì hãy để lại comment. Thực sự thì những cái món muối nó cực kỳ đơn giản, và cái này thì các bạn không cần phải sợ là cái việc an toàn với thực phẩm. Cái rau mà nó đã được trong cái số lượng muối này á thì cực kỳ là yên tâm các bạn nhá. Cho nên các bạn đừng có lo về cái an toàn vệ sinh thực phẩm. Và cái cối cũng có ra được, cái cối nhôm này thì cũng rất là vệ sinh an toàn. Và bây giờ chúng ta để vào trong một chút bát ăn và một chút chúng ta bỏ vào cái lọ, chúng ta có thể ăn trong mấy ngày Tết ok các bạn nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.